Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với sửa chữa laptop 24h.com. Như các bạn đã biết thì khi mà chúng ta sử dụng máy tính hoặc là laptop trong một thời gian dài thì thiết bị của chúng ta sẽ dần dần sẽ nóng lên này, và khi đó thì quạt tản nhiệt sẽ chạy hết công suất của nó và gây ra những tiếng ồn rất là lớn. Cái điều đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị. Và tất nhiên là chúng ta sẽ cần những cái tip nho nhỏ để có thể làm mát cho cái máy tính của chúng ta khi mà nó bị nóng lên như vậy. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những tip để làm mát máy tính hoặc laptop của chúng ta trong điều kiện mà chúng ta đã sử dụng quá tải nó. Ok, vậy thì bắt đầu thôi. Cách thứ nhất, đó là đặt laptop ở nơi thông thoáng. Một trong những cách làm mát máy tính, laptop đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, đó là đặt laptop, máy tính ở nơi thoáng mát. Tuy nhiên, bạn không nên đặt laptop trên bề mặt kính, gối hay là nệm, chăn, vì nó sẽ làm tăng nhiệt độ của máy. Các lỗ thoáng khí sẽ không thể thoát ra bên ngoài. Còn ở máy tính, bạn hãy lắp quạt tản nhiệt hoặc gỡ nắp máy tính ra cho thoáng trong điều kiện nhà không có trẻ em nhỏ. Cách gỡ nắp máy tính sẽ giúp máy tản nhiệt tốt hơn, nhưng nó sẽ dễ làm bụi bẩn, làm bẩn các linh kiện của bạn. Cách thứ hai, đó là vệ sinh các bộ phận tản nhiệt. Vệ sinh laptop định kỳ sau thời gian dài sử dụng để hạn chế bụi bẩn lấp đầy các khe tản nhiệt, khiến không khí không thể thoát ra làm máy nóng lên. Đồng thời các bạn cũng nên bôi thêm keo tản nhiệt vào CPU giúp cho thiết bị được mát mẻ và sảng khoái hơn. Nhờ đó laptop của bạn sẽ hoạt động nhanh nhạy và mượt mà hơn rất nhiều. Cách thứ ba, đó là can thiệp trực tiếp trên Windows. Để giải quyết vấn đề tản nhiệt của laptop thì các bạn cũng có thể chủ động can thiệp lên Windows bằng cách giảm xung nhịp của máy trong phần quản lý năng lượng để giúp thiết bị hoạt động mát hơn. Hầu hết các laptop hiện nay thì đều có cấu hình cao và hiếm khi bạn cần tận dụng hết năng lực xử lý của CPU. Do vậy, việc giảm xung nhịp khi dùng cho các tác vụ văn phòng hoặc các ứng dụng phổ thông sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu năng của máy mà còn giúp laptop hoạt động êm ái, mát mẻ và ít tốn pin hơn. Cách thứ tư, đó là sử dụng quạt tản nhiệt. Cách sử dụng quạt tản nhiệt để làm mát máy tính laptop thì cũng được rất là nhiều người sử dụng vì nó đơn giản và đem lại hiệu quả vượt trội. Đối với game thủ thì họ thường sẽ sử dụng bộ tản nhiệt nước để làm mát cho máy tính. Mặc dù nó giúp thiết bị hoạt động mượt mà, êm ái và không bị nóng, nhưng cách này thì lại tốn khá nhiều chi phí. Cách thứ năm, đó là tắt laptop, máy tính khi không sử dụng. Bên cạnh thói quen vừa sạc vừa sử dụng thì người dùng thường có thói quen để máy ở trạng thái sleep. Điều này sẽ làm máy nóng hơn và ảnh hưởng không tốt đến khả năng hoạt động. Bạn nên tắt máy tính, laptop khi không sử dụng. Bên cạnh đó thì để giúp máy luôn mát mẻ, tản nhiệt tốt hơn thì các bạn cũng không nên mở nhiều tab hay những ứng dụng không cần thiết để CPU không phải chạy quá nhiều chương trình. Trên đây là những chia sẻ của sửa chữa laptop 24h.com tới các bạn về những cách mà chúng ta có thể làm mát chiếc máy tính hoặc laptop của mình nhanh chóng và hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng ngay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo về những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.